Kính chào quý vị và bà con nông dân. Thưa quý vị và bà con, những năm gần đây, nông dân Tây Ninh đã có sự chuyển đổi nhận thức tích cực từ lối canh tác truyền thống sang thực hành nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, mang lại hiệu quả thiết thực. Và câu chuyện về cây bưởi da xanh ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh là một minh chứng điển hình cho quá trình chuyển đổi ấy mà chương trình muốn giới thiệu đến quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh có cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với cây lúa, hoa màu, cây ăn trái và cao su. Thời gian gần đây, cây bưởi da xanh đã dần thích nghi và phát triển tốt trên nền đất xám bạc màu nơi đây. Với hệ thống tưới tiết kiệm nước được áp dụng vào khâu chăm sóc, cây bưởi da xanh không chỉ cho trái sai, muối ngọt mà còn giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, mang lại lợi nhuận cao cho bà con nông dân. Những tưởng ở vùng đất nắng rát, đất đai nghèo dưỡng chất như Tây Ninh thì chỉ thích hợp cho cây mía, cao su hay mãng cầu phát triển. Nhưng rồi như một cơ duyên, giống bưởi da xanh ruột hồng, một trong những sản vật đặc trưng của vùng sông nước Cửu Long xuất hiện và những lứa quả ngọt đầu tiên được thành hình, kết tinh trên vùng đất khó. Trái bưởi ruột hồng, vị ngọt thanh tao, nước lòng người thưởng thức, trở thành đặc sản mới, mở ra một hướng đi đầy triển vọng cho người nông dân nơi này. Hai mươi lăm cây giống về chủ yếu là trồng thử của đất mình, đất nhà mình, trồng thử có thích hợp hơn. Nhưng mà sau khi trồng thử thì mình thấy rằng nó phát triển rất tốt hơn cái bưởi năm rồi đang trồng trước đó. Cho nên tôi quyết định nhân giống trồng ra, nó vừa thích hợp mình, vừa hơn năm rồi mà vừa chất lượng trái của nó có năng suất, mà trái của nó có nước, nó không sượng mà nó ngọt, vẫn có nước tốt. Hàng chi tôi quyết định trồng ra, nhân giống trồng ra trên một mẫu. Làm chơi mà ăn thiệt là câu chuyện vui mà người nông dân ở vùng đất Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh vẫn hay nói với nhau về giống bưởi da xanh trên các bàn trà khuyến nông mỗi sáng. Và việc cây bưởi da xanh đem lại thu nhập cao cho người trồng là điều mà bà con nơi đây hoàn toàn không ngờ tới. Bởi ngay từ đầu, giống bưởi này vốn không được khuyến khích trồng ở vùng đất nghèo dinh dưỡng như nơi đây. Hiệu quả kinh tế đó thì nó rất tốt thôi, bởi vì tới năm thứ ba qua sang năm thứ tư đó thì một mẫu mình trồng cỡ khoảng chừng 300-400 cây, thì một cây mình cho 7-8 ký đó thì nó sẽ lên tới 2-3 tấn rồi. Mà 2-3 tấn rồi và mình cũng gần lấy được cái công đầu tư xây dựng cơ bản rồi. Tức là năm thứ tư, năm thứ năm là mình lấy lại cái vốn. Còn tới năm thứ 6, thứ 7, thứ 8, 9 trở lên thì năng suất nó dần cao lên. Mỗi cây nó được 5-70 ký cho tới hàng trăm ký. Thì nó 200-300 cây thì nó khoảng 20 tấn. Mà 20 tấn mà bán 40-50 hàng thì mình lên bạc tỷ. 5-700 triệu, đến 7-8-5 triệu. Ai làm trúng thì bạc tỷ. Thì vậy đó, năng suất nó cao vậy đó. Mà cỡ nó giá chừng 15-30 ngàn mình cũng có lời nè, cũng sống được. Đối với cái cây có múi, đặc biệt là cái cây bưởi da xanh, thì hiện nay trên địa bàn của tỉnh Tây Ninh á, thì người nông dân trồng là khoảng trên là 100 hecta. Có những cái vùng trồng mà tương tập trung là một cái chủ trang trại là trên là 50 hecta tại huyện Tân Biên của tỉnh Tây Ninh. Thì về cái chất lượng của cái cây bưởi da xanh này đối với cái vùng đất Tây Ninh thì bước đầu thì đã đánh giá là nó rất là hiệu quả, cái năng suất thì nó cũng đạt, cái chất lượng mà để mà thường mà người nông dân gặp là nó bị sượng trái đó, thì chúng tôi đã là cải tiến được cái quy trình để chăm sóc là đạt cái hiệu quả và đưa ra cái đối với cái người tiêu dùng thì phải nói là hiện nay là đã đưa vào những cái siêu thị và có những cái ký kết và đang tiêu thụ cái sản phẩm đạt rất là chất lượng. Thì đối với cái vùng đất Tây Ninh thì hiện nay thì có cái đáp ứng được cái trái trồng cái cây bưởi da xanh này. Theo các nhà vườn ở đây, so với các giống bưởi khác thì trái bưởi da xanh cho hiệu quả kinh tế cao hơn.
chất lượng trái ngon, ngọt không thua kém với những cây bưởi da xanh được trồng trên những vùng đất thuận lợi như ở đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt muối bưởi nhiều nước và không bị sườn, vì vậy cho giá trị cao, nhà vườn có thể thu lợi từ vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng trên 1 hecta một năm. Để cây bưởi da xanh thích nghi, phát triển tốt, cho trái sai, đảm bảo chất lượng quả không bị sườn trên vùng đất xám bạc màu của Tây Ninh, bí quyết nằm ở cách chăm sóc vườn của bà con nông dân. Theo đó, việc ưu tiên dùng phân hữu cơ cộng chế độ bón phân cân đối hợp lý luôn được nhà vườn tuân thủ nghiêm ngặt ở từng giai đoạn phát triển của cây. Ngoài ra, hiện nay, công nghệ tưới tiết kiệm cũng được bà con áp dụng vào sản xuất. Việc này đã giúp ích rất nhiều cho nhà vườn, vì vừa giúp giảm công chăm sóc, vừa tiết kiệm nước, phân bón, nhất là trong thời điểm biến đổi khí hậu như hiện nay. Nói chung thì tưới thì mình tưới bằng cái hệ thống bét quay vậy nè. Thì cái cự ly nó đủ, cái đường kính của nó thì bố trí bét, bố trí 5-6 vậy, nó quay đủ giáp tưới, không có trùng lại. Nó tưới nó cũng tiết kiệm nước. Mật độ của mình thì sau khi tham quan của cái diện cây ăn quả miền Đông á, thì lúc đó người ta mới cho mình biết cái khoảng cách là 7 thước hoặc 7 thước 8 thước, là sau đây thì mình mới trồng nó đúng cái cự ly đó. Còn cái năng suất của cây bưởi á, thì nó quyết định ở cái chỗ mình bón phân, chủ yếu bón phân. Thì bón phân hữu cơ là cái nền, lúc nào cũng phải bón phân hữu cơ, năm nào cũng phải bón. Đầu tiên mình đào hố bón lót thì cũng vài chục ký phân hữu cơ, rồi mỗi năm mình tăng dần lên. Thí dụ năm thứ ba là 30 ký, năm thứ năm là 50 ký, năm thứ 10 là 100 ký, tăng dần lên đó. Ngoại trừ phân hữu cơ thì phân hóa học là mình bón theo thời kỳ. Nếu bà còn nhỏ xây dựng cơ bản thì đạm cao, lăng cao, kali ít thôi. Rồi qua xây dựng cơ bản, tới qua năm thứ 3, tới năm thứ 4 rồi đi, thì lúc đó mình tăng cường kali lên. Rồi vô thời kỳ kinh doanh thì mình thu hoạch, rồi thì sau thu hoạch thì mình bón 20-25. Rồi chuẩn bị đón qua thì mình bón 11-19-15, tức là lên cao cho nó ra qua. Rồi sau khi nó đậu trái thì mình dần kali lên. Mình bón 11-15-18, còn không thôi thì mình bón 10-5-18. 10-5-20, 10-5-25, dần kali lên cao thì cái trái nó ngọt. Thông thường thì đối với cây bưởi thì chúng ta có thể chia làm một số giai đoạn bón như thế này. Thứ nhất là giai đoạn sau thu hoạch, chúng ta tiến hành cắt tỉa cành, tạo tác và chúng ta tiến hành bón lót. Bên cạnh là cái phân hữu cơ, các cái chế phẩm vi sinh thì chúng ta bổ sung thêm công bón NPK tập trung nhiều đạm và lân ở giai đoạn này để làm sao thúc cây ra rễ và phục hồi cành lá. Thì một vài công thức chúng ta có thể bón chẳng hạn như cái NPK 20-15-5-TE hoặc 20-20-15-5-TE. Hay là cái lượng bón thì tùy cây, chúng ta có thể bón từ nửa ký đến 1 ký. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành bón những cái đợt tiếp theo, đó là cái đợt mà chúng ta bón để thúc cây ra hoa. Thúc cây ra hoa thì chúng ta có thể sử dụng những sản phẩm mà có tỷ lệ dinh dưỡng là 1-1-1, chẳng hạn NPK 16-16-16. Cái lượng bón thì cũng tầm khoảng nửa ký đến 1 ký, cái lượng bón thì chúng ta sẽ giảm theo tuổi cây. Và đối với đến giai đoạn nuôi trái thì nếu chúng ta trồng chuyên thì trái cây nó sẽ cũng có nhiều giai đoạn, đặc biệt cây bưởi thì cái trái chúng ta thấy thời gian mà ra hoa đến thu hoạch nó khoảng 8 tháng, hơn 8 tháng, do đó thì thời gian khá là dài, trong đó nó sẽ có nhiều giai đoạn. Đối với giai đoạn trái nhỏ thì chúng ta có thể bón theo NPK 20-15 năm để đốt trái lớn nhanh lên, và đến với giai đoạn mà trái đã lớn gần như hoàn chỉnh thì chúng ta bón cái 15-5-20. 15-5-20 thì lợi thế nó là cái kali rất là cao và các cái chất trung và lượng trong đó thì nó phù hợp với giai đoạn mà để làm cho cái trái nó tạo cái độ ngọt cũng như cái mẫu mã trái nó đẹp lên. Thì cái lượng bón thì chúng ta có thể bón mỗi một lần như vậy khoảng 300-500 gram. Đối với vùng đất này thì chúng ta không bón nhiều, chúng ta bón một cái lượng ít như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ chia nhỏ lần bón. Thì có thể khoảng một tháng đến một tháng rưỡi chúng ta sẽ bón một lần. Như vậy thì đối với đoạn đứa trái chúng ta có thể bón từ 3 đến 4 lần. Lượng bón mỗi một lần như vậy khoảng 300 đến 500 gram. Đặc biệt đối với cây bưởi da xanh ở đồng bằng sông Cửu Long cũng như ở khu vực miền Đông, thì chúng tôi thấy rằng là thường là bà con nông dân là có tập quán là để cây nó ra trái liên tục, có nghĩa là trên cùng một cây thì lúc nào cũng có hoa, cũng có trái nhỏ, cũng có trái lớn. Do như vậy thì nếu mà chúng ta bón phân chuyên cho giai đoạn này thì nó lại không phù hợp với cái trái giai đoạn khác. Thì đối với những cái vườn bưởi như thế này thì bà con có thể sử dụng cái NPK 3:13 hoặc là NPK 3:16 cộng T. Thì những cái công thức dinh dưỡng như vậy nó sẽ cân bằng và nó phù hợp với các cái giai đoạn trái.
và đặc biệt là trong những cái sản phẩm như vậy thì sử dụng khá là nhiều các cái chất trung lượng, đặc biệt là canxi và magie. Thì đây là những cái chất mà rất cần cho cái cây ăn trái, và đặc biệt là đối với những cái cây trồng ở khu vực miền Đông mà với cái điều kiện đất xám bạc màu như thế này. Giá bưởi da xanh hiện tại luôn ở mức cao từ 40.000 đến 60.000 đồng một ký. Với tiềm năng kinh tế lớn và tính thích nghi tốt với thổ nhưỡng của vùng đất Tây Ninh, ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh cho biết dự kiến đến năm 2020, bưởi da xanh sẽ là một trong những cây ăn trái chủ lực của vùng này. Thưa quý vị và bà con, việc cây bưởi da xanh cho năng suất cao ở vùng đất xám đầy nắng nóng như Tây Ninh đã cho thấy sự thích nghi đa dạng của giống cây này. Tuy nhiên, để cây bưởi da xanh mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng, thì nhà vườn cần phải chú ý quy trình kỹ thuật chăm sóc, bón phân cân đối để cây cho trái chất lượng cao và không bị sượng múi. Cây bưởi da xanh đã và đang thích nghi tốt với vùng đất Tây Ninh, mang lại lợi nhuận cao cho nhà vườn. Đây cũng là mô hình mới tiềm năng có thể giúp bà con nơi đây làm giàu trên chính mảnh vườn của mình. Đất Tây Ninh này là đất bạc màu. Đất bạc màu này á thì nó so với cái đất phù sa ở miền Tây thì nó kém. Nó kém về mặt dinh dưỡng là chính. Nhưng nó có được đặc biệt là nó có một độ cao, nó thoát nước. Thì cây bưởi không có sợ bị úng rễ, bị hư. Nhưng mà ngược lại là phải đầu tư nhiều hơn về dinh dưỡng. Trước mắt là đầu tư cái chất hữu cơ, phân hữu cơ tốt các loại, ăn bón. Cái phân hữu cơ thì ăn bón càng nhiều càng tốt, không có hại. Không có như là phân hóa học thì bón quá nhiều thì nó này nọ các thứ. Và phân hữu cơ thì sợ rằng là không có. Cho nên người ta quy định là tối thiểu khoảng 10, 15, 20 ký phân hữu cơ một cây. Là cũng tùy theo, ví như là phân hữu cơ chế biến tốt á, thì lượng có thể ít đi, nhưng mà lượng phân hữu cơ mà mình tự chế biến lấy nó không được tốt lắm thì có thể bỏ 5-60 cây bình thường, nó không có vấn đề gì. Thì ngoài ra thì nó cũng cần dinh dưỡng. Cái dinh dưỡng đó nếu mà có hữu cơ thì nó lấy từ hữu cơ, thì lấy từ từ, nhưng mà không có hữu cơ thì anh phải cung cấp bằng khoáng, bón trực tiếp. Thì bản thân phân khoáng á, thì nó cũng không có cái tội gì cả. Trừ trường hợp là mình sử dụng không đúng mức, không đúng thì nó trở thành ra là xấu thôi. Ví dụ như là phân đạm thì nó là phụ trách cái chuyện là ra lá, ra rễ cùng với phân lân tốt hơn. Thế ăn bón thì bón nhiều thì được. Nhưng mà nếu ăn bón nhiều quá thì trở thành là cái sau này á, là khi mà nó ra hoa cái trái á, thì trái nó hút nhiều phân đạm thì trái có vẻ là mượt mà, đẹp mà. Nhưng mà chất lượng rất là dở. Nó biểu hiện ra ngoài là cái mũi nó sượng và ăn thôi lạt. Rồi thì ăn cất bảo quản cất chữ là rất là ngắn ngày, nó chống thối, nó sinh ra nhiều cái bệnh. Vì vậy cho nên trong cái quy trình bón phân là người ta chú ý rằng là vận bón phân hóa học, tức là đạm lân kali trung và vi lượng. Nhưng mà đạm và lân nhiều á, thì bón vào thời kỳ từ cây con cho đến trước khi nó ra bông. Thì ta chú ý để cho nó ra cành ra lá nhiều. Sau đó ta cắt tỉa bớt đi để cho nó có đủ cái tán, nó đủ ánh sáng vào. Rồi á, từ khi mà ra bông trở đi thì người ta phải giảm thiểu cái lượng đạm xuống. Và lân cũng giảm xuống. Và tăng cái kali trung và vi lượng, đặc biệt nhất là vi lượng. Vi lượng thì nó không tham gia vào để mà tạo ra cái cành lá nhiều, nhưng mà nó tạo ra chất rất là tốt. Đặc biệt của nó là nó bảo đảm cho cây có đủ sức để mà kháng bệnh. Và cái chất lượng, ví dụ là bưởi ngọt thì nó ngọt, chứ nó không có chua. Mà bưởi nó có chua quá thì nó cũng vẫn là chuyển ra hơi màu ngọt, ăn dễ ăn, nó giòn. Đấy. Vì vậy cho nên hiện nay trên thị trường á, thì người ta vẫn là sử dụng phân hóa học. Trên Tây Ninh này thì phân hữu cơ là bón là nhiều hơn. Ví dụ như tôi nói trên đấy là tùy theo loại hữu cơ, ví dụ của mình chế biến chất lượng không được tốt thì bón 40-50 kg một cây. Loại hữu cơ mà chế biến theo công nghiệp tốt á, thì có thể 5-10 kg một cây. Và sau đó thì mình bón thêm cả cái chất khác. Ví dụ là trên này thì nó cũng có hơi ngả về chua, cho nên là nên bón vôi ban đầu để khử bớt chua đi.
tăng cái độ pH lên và có thể sử dụng cái phân lân như là lân nông chảy thì nó cũng có phân đó là có dạng kiềm và cũng có chứa nhiều trung vi lượng khác thì nó cũng tốt. Ngoài ra thì là phân hóa học thì hiện nay có nhiều loại lắm, lượng khác thì nó cũng tốt. Ngoài ra thì là phân hóa học thì hiện nay có nhiều loại lắm thì cũng có nhiều cái chủng loại riêng cho cây ăn trái. Ví dụ là cái phân một hạt 20-15 năm cộng với TE tức là trung và vi lượng thì cái phân này rất đạm và lân nhiều cho nên khuyến cáo bón từ lúc mà mình tỉa cành tảo cán cho đến trước khi ra hoa để cho cây có cành có lá tốt. Và sau đó thì ra hoa rồi thì mình bón cái loại phân thứ hai là cũng NPK nhưng mà là 15 đạm, 5% lân và 20% kali cộng với là trung vi lượng thì bón như vậy á, thì làm cho cái trái dần dần nó phát triển cân đối mà nó không quá to, nhiều nước, dỡ, dễ thối mà nó là chất lượng nó lên tốt hơn và giá thị trường mẫu mã nó tốt thì bán được tốt nhiều hơn. Hơn nữa ngoài ra hiện nay cũng có một cái loại là vi lượng thông minh mà nếu như đất này á, mà chỉ cần bón hoặc là phun mỗi hecta chỉ cần đổ 4 kg trong một vụ chia ra 2 lần hoặc là nếu nó cấp thiết thì mình phòa được mình phun mà không thì mình bón chung vào cái đợt phân trước ra hoa và một bồn phân nuôi trái thì bảo đảm là năng suất vừa tăng nhưng mà chất lượng bưởi rất là tốt, rất là đẹp. Quý vị và bà con thân mến, những tư vấn của chuyên gia cũng đã khép lại chương trình Canh tác thông minh tuần này. Rất mong quý vị và bà con sẽ tiếp tục theo dõi, ủng hộ, đồng thời gửi những đề xuất về các mô hình mới và hay trong nông nghiệp có tính ứng dụng hiệu quả cao trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu về cho chương trình. Mọi thư từ góp ý, quý vị và bà con hãy gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9a@gmail.com hoặc là gọi về tổng đài 1900 1773. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cây dứa được xem là loại cây trồng phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng ở nhiều vùng miền của nước ta. Tại Quảng Trị, cây dứa được trồng tập trung với quy mô lớn, thâm canh và áp dụng kỹ thuật phủ bạt ni lông, kể cả trên những vùng đất cát bạc màu, nghèo dinh dưỡng của tỉnh này. Đây được xem là phương thức canh tác mới, nhiều triển vọng của người dân Quảng Trị. Nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh tuần tới.